Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay mình rảnh rỗi nên đi ra tiệm mua hai cái này, hai cái hồ nhỏ dùng để xô cá đó các bạn. Có một cái nãy mình mua về là mình đã dán cái mặt màu đen vậy nè. Dán cái đề can đen phía sau á, để làm cái hình nền đen lên để xô mấy con cá để mình nhìn thấy rõ hơn đó. Trước giờ thì mình nuôi cá thì mình chỉ nuôi mấy cái hồ xi măng top view nhìn phía trên thôi, không có nuôi hồ kiến, nên sáng nay rảnh nó đi mua thôi, về mai mốt xô cái cá nhìn ngắm bề ngang này cho nó đẹp, sẵn quay mấy cái video clip đăng lên mạng cho các bạn coi luôn. Nãy như mình nói thì mình đã dán sẵn một cái màu đen rồi, thì chút xíu nữa mình dán, mình dán cái còn lại này cho các bạn xem luôn. Cái cách dán của mình cũng đơn giản thôi, mình làm xong rồi mình quay lên, mình up lên cho các bạn xem. Nếu mà mấy bạn có cái cách dán nào hay hơn nữa thì share lên cho mọi người trong group, trong câu lạc bộ nuôi cá, hoặc là mấy anh em đam mê cá dán theo ha. Ok, trước khi dán thì mình cũng chuẩn bị cái miếng đề can mình cắt ra để sao cho nó vừa với cái phần này của cái hồ nè, vừa để mình dán vô đó. Đề can này ở ngoài tiệm nó bán cũng rẻ, hôm sáng mình mua 3 mét mà có 7.000 thôi. Mình dán trước một cái rồi là tiếp dán cái này cho bạn xem. Thì đầu tiên dán thì cái này chắc cũng nhiều bạn biết rồi, thì mình làm thì mình up lên thôi, chia sẻ thôi. Mình quét cái một miếng lớp nước ở đây nè đó, nước hoặc là xà bông cũng được, xà bông cho nó càng tốt. Để chút nữa nó dính đó. Giờ mình gỡ cái này ra. Để lên sao cho nó vừa luôn. Đó, mở ra ha. Lấy một cái cạc hay cái gì đó quét cho cái nước ha. Quét cho nó dán vô, nó thẳng. Lấy góc cạnh dán vô. Quét sơ vậy đi. Rồi lát cái gì mình xong rồi mình quét lại tiếp. Dùng cái lưỡi lam nè. Mấy bạn dùng cái lưỡi lam mấy bạn cắt. Cắt sơ cho nó vậy đi, lát mình còn chỉnh lại nữa. Không cần đẹp đâu, lát mình còn chỉnh lại cho mình nữa mà. Đó, nó sẽ như vậy ha mấy bạn ha. Nó chưa đẹp lắm đâu. Thì giờ mình bắt đầu mình lật xuống. Mình lật xuống. Để cho nó trên cái ghế đó. Rồi mấy bạn bắt đầu cắt cái phần này. Canh ngay cái kiến luôn rồi mấy bạn cắt. Rồi dở ra đó, một phần nè. Rồi tiếp tục xây cái hồ qua, mình cứ cắt theo cái mép của cái kiến là nó thẳng nè. Đó, cứ như thế các bạn làm bốn cạnh.
đỡ ra nè. Cái này còn miếng nữa, lát mình cắt sao đi. Rồi còn một cạnh nữa là xong. Tạm thời như vậy ha, tạm thời như vậy là đẹp rồi đó. Còn cái chỗ này chút xíu nữa là mình cắt luôn cho nó đẹp. Rồi ra rồi nè, mấy bạn thấy chưa đó, nó đẹp rồi đó, nó thẳng rồi đó, ngay hàng thẳng lối rồi đó. Rồi cái bước cuối cùng mình cũng dùng lại cái tấm cạc này nè, các bạn quét cho nó ra cái nước ở cái mặt dưới dán ra hết luôn. Ok, như vậy là xong rồi nè, là hoàn thiện rồi nè mấy bạn, thấy không, hay chưa? Rồi cái công đoạn cuối cùng là mấy bạn để ngoài nắng phơi vậy nè, phơi chừng nắng, ngoài trời nắng vậy chừng 15-20 phút là cái hồ mình nó có thể khô ráo rồi. Sau đó thì mấy bạn tha hồ mà xô cá lên, những con cá đẹp nhất mấy bạn xô lên cái hồ này nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp ha. Rồi ok, vậy là xong rồi đó, không có gì khó khăn hết. Đây mình cầm lại cho mấy bạn xem lần nữa hai cái nè, đó, đơn giản mà là đẹp, rẻ tiền nữa. À quên, cái chậu cái hồ kiến này á, nó dày 4 ly. Rồi nếu mà mấy bạn nào mà chơi chuyên nghiệp có thể tự dán hồ, có tự dán cái hồ này cũng được đó. Còn mình thì mình dán không được nên mình đi ra ngoài tiệm mình mua thôi. Cái hồ vậy có 20.000 rồi các bạn, cũng không có tới nỗi nào mắc. Tính luôn tiền dán luôn là cho tiền đề can luôn là 7.000 nữa, 47 cho 50 luôn, tính ra hai cái này 50.000 để dành cho mấy bạn chơi cá, xô cá rất là tiện và hợp lý ha. Ok, còn bây giờ thì mình xin kết thúc clip tại đây nha. Mấy bạn thấy clip mình chưa hoàn thiện hay là không có hay chỗ nào đó thì bạn cứ góp ý cho mình. Còn nếu bạn thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký và like kênh cho mình nha, để tạo thêm cái động lực làm clip của mình á. Bye bye, tạm biệt mấy bạn nha.